Xin chào tất cả mọi người và chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là tuyệt vời. Nhưng tôi không biết các bạn bắt đầu ngày mới của các bạn bằng cái phương pháp nào. Có người thì là dậy đến răng rửa mặt xong chạy bộ, có người dậy đến răng rửa mặt xong rồi viết lách, đọc sách, nấu ăn, nấu uống gì đó. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phương pháp mà tôi áp dụng từ 2009 đến bây giờ. Và thật ra là trong vòng 3 tháng vừa rồi thì ngày nào tôi cũng làm video để chia sẻ cái phương pháp này đến với các bạn. Và bởi vì theo cái quan điểm của tôi là nếu chúng ta bắt đầu ngày mới của mình đúng cách thì trong cái ngày khi nó xảy ra những cái chuyện này chuyện kia, ít ra là chúng ta cũng sẽ có một nguồn năng lượng để kết thúc của cái ngày của mình mà một cách nó đúng cách nhất, chứ không phải tới là cuối ngày thì cái người mình bể hoãn, nó không còn một cái chút gì là năng lượng trong cái ngày nữa để hết kết. Thì cái phương pháp này là gì? Đó là mỗi ngày tôi sẽ đọc một cái câu nói ngẫu nhiên ở trong cái quyển sách này. Câu này nó có tới 8.789 cái câu nói ngẫu nhiên. Thì thứ nhất là cái sự ngẫu nhiên đó nó sẽ khiến cho mình lúc nào cũng có những cái yếu tố đầy bất ngờ, đúng không? Thứ hai là tôi mỗi ngày mới là phải suy nghĩ. Vì cái suy nghĩ thì càng lúc nó càng xa xỉ, chúng ta quá nhiều thứ bận rộn trong cuộc sống cho nên là chúng ta dễ quên cái việc phải suy nghĩ. Và cái gì mà mình không áp dụng nhiều, không dùng nhiều thì cái đó sẽ biến mất, cho nên là mình cần phải tập suy nghĩ. Với mình chúng ta tập chạy bộ, giống như chúng ta tập tiếng Anh, tiếng Em gì đó, dạng như vậy thì suy nghĩ cũng phải tập. Mà cái thứ ba là như tôi nói hồi nãy, nếu như có cái chuyện gì nó xảy ra mà nó không như chúng ta tiên lượng, nghĩa là chúng ta bị lạc trôi cảm xúc bực bội này cái kia, thì cái câu nói mà chúng ta nhận được nó trở thành cái kim chỉ nam giúp cho tôi sẽ đưa ra những cái quyết định mà nó chín chắn hơn, nó suy nghĩ thấu đáo hơn. Bởi vì lúc đó tôi sẽ nghĩ là trong cái trường hợp như vậy, cái câu nói của ngày hôm nay nó muốn tôi đưa ra quyết định như thế nào. Thì cùng tôi sổ lô tô nha. Rồi. Câu nói của ngày hôm nay là Think yourself happy. Think yourself happy là suy nghĩ là chúng ta là những con người happy, suy nghĩ một cách vui vẻ. Think yourself happy, làm sao để chúng ta suy nghĩ chúng ta vui vẻ. Thì cái là cái khoa học của thần kinh não bộ rất là hay các bạn nha. Nó nghiên cứu rất là nhiều và nó nói là nếu mà chúng ta chỉ cần cười thôi, và kiểu chúng ta đang không vui nhưng cố cười, cái nụ cười của chúng ta từ gượng gạo, từ giả tạo đi, nhưng mà cứ cười thì nó sẽ bắt cho chúng ta, nó sẽ giúp cho chúng ta tự nhiên một lúc cái tinh thần của mình nó phấn chấn hơn. Hoặc nếu chúng ta tự nhiên chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu, cái hiện trên cái gương mặt của mình thôi thì từ từ cái sự bực bội và cái sự khó chịu nó sẽ đến và nó sẽ nằm lại, nó sẽ ở lại với các bạn. Cho nên cái suy nghĩ nó sẽ quyết định ra cái hành vi thì quyết định đưa ra gọi là nó sẽ ảnh hưởng tới cái hành động của mình, nó tạo ra tính cách của mình, và tính cách của mình nó tạo ra cái con người của mình, cái hành trình của mình, đúng không các bạn? Cho nên nếu mà được, hãy suy nghĩ một cách làm sao cho các bạn vui vẻ. Bởi vì vui vẻ nó sẽ mở đầu cái hành trình để các bạn đi trong một ngày mới, trong một cái việc làm của mình nó sẽ tròn trịa hơn. Vậy các bạn hãy thử practice cách này, hãy suy nghĩ cách như vậy nha. Tạm biệt các bạn.